7 07 hóa khá là đang đứng 55. Em chỉ bấm vòng về mày tối bấm 2 vòng còn vòng mà còn vòng vòng cái máy ăn thua để Thái chạy nha. Thái đang chạy nè, Thái đang chạy nè.
đông Hoàng ơi, đông 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 lắm, đông lắm. Năm như sáu, năm như sáu, năm sáu, năm như sáu. Mời đi, số mời ra. Ai của mình ra ngoài bên kia. Bao này đi. Năm như sáu em ơi, năm như sáu. Chưa em ơi, xe bên em chưa chạy. Ơi, xe bên em chạy rồi, tài ơi. Xe bên em chạy rồi, tài ơi. Mới chạy một lượt rồi, còn hai lượt đó. Hình như là 6 giây mấy em ơi, hình như 6 giây mấy á, anh không nhớ nữa, 6 giây mấy á. Sáu giây sáu. Tài ơi, bên em mà Tài ơi. Đứng ở chỗ đó luôn nha. Tài ơi, đứng ở chỗ đó luôn, có gì? Xe bên em luôn rồi Tài ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
má nãy anh Thanh like gần 600 luôn mà. Ông tại qua đông quá mà anh Hùng, qua đông quá. Năm dây tám. Năm tám năm năm. Đúng rồi anh ơi, nay chạy, nay chạy. Nay sắp bờ bình. Em ơi, nay cho người canh em ơi. Quá em luôn, đâu có ngồi cặp vỏ đâu. 5 dây 9 em ơi. Xe bên Thái Lan 5 dây 5 dây rưỡi lận. 2, 6, 7. Xe bên Thái Lan 5 dây 5 lận. Thái Lan tiếp mà, Thái Lan tiếp nè. Có dấu cộng á. Đúng rồi Việt ơi. Đúng rồi em ơi, 5 giây 5 á, 5 giây 5. Chưa có. Má xe dài quá.
Đây shipper ở bên nè Hóp ơi, đây shipper ở bên nè. Hình như còn á, mà tối nay hệ số 2 à. Này đâu có chạy tới tối đâu, này này chạy tới sáng mai luôn á. À, à đang hệ shipper ở bên chú với Quỳnh ơi. Hệ Hóp chưa chạy em ơi, tí nữa mới chạy với Quỳnh. Đâu biết vô đâu, quay xíu nữa rồi chỗ này chạy hết lên tắt rồi. 56 chứ này mới chạy là được 5:06 nha. Xong chưa ta? Xong chưa? Ok, lái xe đi Tài ơi, lái xe đi em. Vô xong chưa? Rồi nha, nghỉ chiều quay tiếp cho coi. Tí nữa mới chạy anh Hùng ơi. Hình như gần cuối mới chạy á anh Hùng. Chưa mới chạy thôi, hai thời tới chưa mới chạy. Hóp tí nữa mới chạy Sơn ơi, hóp tí nữa mới chạy. Nãy gì không có nãy giờ cũng là. Nè xe Thái Lan nè, xe Thái Lan nè. Có những xe nó lăn mạnh như thế luôn. Nãy nó lên 7 mấy người. Mua cái gì cũng được. Vận chuyển qua được mà anh Hùng. Xe vận chuyển qua được mà anh. Tháo từng món ra đem qua được. Sáu giờ mấy anh Lực ơi, 6:00 á. Xe Thái Lan tiếp nha, xe Thái Lan tiếp. Đi qua bên đây ngồi băng đi. Cái chỗ này phòng máy, chỗ làm việc cứ đi vô bên ngồi, ngồi quay phim đi hoài. Bỏ đi nhau qua đó đứng vậy. Em bé ngoài đi. Chưa Kiên ơi, còn lâu lắm Kiên, một xe chạy được 3 lượt lên Kiên ơi. Đuổi đuổi nhầy nhầy.
một vòng nữa. Qua tới em. Đâu xe này còn hai vòng mà. Mới bấm còn vòng mà. Xe bên đó chưa chạy. Thôi không. Cái gì ba? Chưa luôn anh Hồng ơi, chưa luôn anh Hồng ơi. Năm giây 624, năm giây 624. Nhiều. 6. Cái đường này nó thấy. Ở Bình Dương em ơi, ở Bình Dương em ơi. Bên dốc á, thì em cứ lên đi. Anh đang đây lâu vú đây mà em hỏi hoài. Kẹt gọi điện thoại lên kêu Tấn ra Tấn ra chặn xe không cho xe xuống nữa. Nói chuyện tài. Nay đông luôn chị ơi, đông mà đông không bằng hôm qua chị. Mày đứng ngay chỗ nào mà chặn xe không có cho xe xuống nữa. Không có cho mấy cái đất không có cho xe nào xuống hết á. Xe này xe Thái nha, xe này xe Thái tiếp nè, bấm lần 3 nha. Hai lần bấm 5 giây 6 rồi. Xe nào đã bấm một lần rồi là phải ra bấm hết. Không có đợi tới chiều. Không có nói đi, không có đợi tới chiều được. Không, giờ bấm hết luôn. Xe nào đã không xác cái giờ đã bấm rồi phải bấm hết. Còn xe nào chưa lên chưa bấm rồi thì quay tốt. Ok. Lên coi tiếp anh ơi. Quá ok, quá ok. Ok. Hello nha. Hoàng San hãy giao thơ sư của Phúc Kỳ. Phúc Kỳ, của sư. Sư là sư quản là sư quản là Phúc Kỳ. Mấy hầu là mấy hầu là
số mấy ở Hoàng Sa Senta do bị quán. Do bị quán nã đi đi ra sang cũng là. Sơ. Rồi kết thúc rồi.